Vâng, thưa quý vị, bên cạnh lễ hội Gò Đống Đa thì rất nhiều những lễ hội khác đã được khai mạc trong những ngày đầu xuân năm mới. Đến hàng lại lên, lễ hội Chùa Hương tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội đã chính thức được khai mạc. Những ngày này thì khu di tích quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn đã đón trên 10 vạn du khách, trong đó riêng ngày đầu mở hội đã có khoảng 4 vạn lượt khách đến nơi đây. Lễ hội năm nay có chủ đề là an toàn, văn minh, thân thiện và theo đó thì ban tổ chức đã có rất nhiều những thay đổi để đảm bảo an toàn, an ninh và tạo điều kiện cho du khách thập phương tới tham quan lễ Phật. Vâng, thưa quý vị, lễ hội Chùa Hương năm nay được khai hội từ ngày 15 tháng 2, tức ngày mùng 6 âm lịch năm Giáp Thìn năm 2024. Sau khi khai hội thì hàng vạn du khách đã đến Chùa Hương để tham quan lễ Phật đầu năm. Năm nay thì ban tổ chức cũng đã có nhiều đổi mới để đảm bảo trong công tác tổ chức. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong phóng sự sau đây. Lễ hội Chùa Hương năm 2024 diễn ra từ ngày 11 tháng 2 đến hết ngày mùng 1 tháng 5, từ mùng 2 tháng Giêng đến hết ngày 23 tháng 3 năm Giáp Thìn. Dù khai hội rơi vào những ngày làm việc đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, thế nhưng sự kiện vẫn thu hút hàng vạn người dân du khách thập phương đổ về đây. Dù đông, nhưng cảm nhận chung của du khách là việc di chuyển đã thuận lợi hơn so với nhiều năm trước. Thì là coi như là các bác ở trên là có khách đấy, thế là các bác xếp chip điện tử cho lái đò, thế là chú vị thuyền nhà mình có 6 người, thế là các bác lại bảo thôi cô lái đò xuống chở 6 người này để xuống thuyền, thế là các bác lại xếp cho đi luôn, không phải là coi đợi chờ gì khách đi lâu ạ. Mỗi khi Tết đến xuân về thì đoàn chúng em và gia đình chúng em đầu năm chúng em cũng đi du xuân. Cũng hàng năm thường thường là tổ chức đi du lịch lễ hội Chùa Hương và riêng năm nay là em thấy không như mọi năm thì em cũng thấy là hay đi chen chúc và hai nữa là năm nay em thấy sắp xếp rất là chu đáo thuận lợi. Lễ hội Chùa Hương năm 2024 có nhiều điểm mới. Ban tổ chức chính thức vận hành hình thức bán vé điện tử và thử nghiệm xe điện vận chuyển khách. Các nhà đò được tập trung vào hợp tác xã dịch vụ du lịch Chùa Hương. Ban tổ chức thành lập các đoàn kiểm tra không để xảy ra tình trạng bán hàng rong, đánh bạc trên thuyền như các năm trước. Vâng, cứ đến hẹn lại lên mỗi khi Tết đến xuân về, lễ hội Chùa Hương lại nô nức mọi du khách về chảy hội Chùa Hương. Và chúng tôi năm nay cũng tập trung rất nhiều cái công tác đổi mới. Thứ nhất là công tác đổi mới về vận chuyển hành khách trên dòng Suối Yến là giao cho hợp tác xã để điều hành vận chuyển khách, đảm bảo an toàn đối với du khách. Và đặc biệt nữa, chúng tôi tập trung vào công tác đảm bảo cái vệ sinh an toàn thực phẩm. Còn cái đối với công tác an ninh trật tự và an toàn xã hội và công tác phòng cháy chữa cháy, chúng tôi cũng đã thành lập các tổ đội chốt chặn để thực hiện tốt cái nhiệm vụ này. Là một phần không thể thiếu trong đời sống tâm linh, sinh hoạt, văn hóa, cộng đồng của người dân, du khách và Phật tử thập phương, lễ hội Chùa Hương có mối quan hệ mật thiết kết nối giữa di sản văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể. Năm 2018, di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh quần thể Hương Sơn, Chùa Hương được xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt, mỗi năm thu hút hàng triệu lượt khách tham quan.